Thưa quý vị, tại hội thảo khoa học góp ý bổ sung và dự thảo luật đất đai sửa đổi do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng ngày hôm nay, các đại biểu đã đề nghị phải đảm bảo quyền lợi của người bị thu hồi đất, bổ sung vai trò của người dân trong việc là kiểm soát quyền lực nhà nước ở tất cả các khâu trong luật này. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đồng chủ trì hội thảo. Nhấn mạnh việc luật quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Tuy nhiên, luật quy định chưa đủ tầm, có đại biểu đề nghị làm rõ quy định này trong luật, thay vì chỉ quy định chung chung và chỉ dừng lại ở việc người dân được quyền sử dụng đất. Nhân dân ở đây với tư cách là người chủ sở hữu, chứ không phải là với tư cách người sử dụng đất, mà viết trong cái chương viết về người sử dụng đất. Thì tôi nghĩ là không đúng tầm. Họ với tư cách là người chủ sở hữu về đất đai, họ có những quyền gì và có những trách nhiệm gì cần phải lưu ý. Cái luật đất đai lần này là thể hiện khá là đậm nét cái kiểm soát quyền lực trong việc quản lý và sử dụng đất đai. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu chỉ quy định một vài điều trong cái chương thanh tra kiểm tra giám sát thì chưa đủ. Mà nên chăng cái kiểm soát quyền lực phải nằm suốt trong tất cả các chương. Thống kê cho thấy, trên 70% khiếu nại của người dân là về lĩnh vực đất đai, các đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện nguyên tắc bồi thường về đất đai khi nhà nước thu hồi đất theo quy định. Theo Điều 89 của dự thảo luật, việc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất phải đảm bảo người có đất bị thu hồi, có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Đặc biệt, quy định nêu rõ nguyên tắc để người dân không bị thiệt. Nên bổ sung một cái nguyên tắc nữa, đó là khi bồi thường thì phải đảm bảo lợi ích của nhà nước, chủ đầu tư và người có đất bị thu hồi. Bởi vì vừa qua thì chúng ta thu hồi đất thì kỷ người bị thu hồi đất là nhiều lúc là được trả vì giá đất nó thấp quá, cho nên người ta thiếu tiền. Ví dụ như là giá đất chỉ 1 triệu một mét, nhưng sau khi mà thành lập dự án vẽ trên giấy cả là bán 25 triệu ngay trên giấy. Thì như thế là rõ ràng là người ta phải khiếu kiện ngay. Cũng tại hội thảo, các đại biểu đề nghị ban soạn thảo quy định rõ việc thu hồi đất vì mục đích quốc gia, công cộng để không bị lợi dụng. Bên cạnh đó, làm rõ quy định nhà nước quy định giá đất trong luật, đảm bảo nguyên tắc thị trường, đảm bảo quyền và lợi ích của các bên liên quan. Thưa quý vị, người dân bị thu hồi đất được chọn nơi tái định cư theo thứ tự ưu tiên, trước hết tại cùng xã phường thị trấn, theo dự thảo luật đất đai sửa đổi. Dự luật nêu, khi xã không có địa điểm bố trí tái định cư, người dân có đất bị thu hồi được chọn nơi ở mới cùng quận huyện thị xã thành phố. Nếu cùng quận huyện không có nơi tái định cư, thì người dân được chọn sống ở địa bàn khác có điều kiện tương đương. Đây là một trong những điểm mới trong dự thảo lần thứ tư luật đất đai sửa đổi so với các dự thảo trước đây. Tại dự thảo luật đất đai sửa đổi đã đề xuất cụ thể hóa nguyên tắc có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, thông qua quy định tiêu chí khu tái định cư về hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông đảm bảo kết nối giao thông liên kết với khu vực lân cận, hạ tầng xã hội đảm bảo trường học, dịch vụ y tế, nhà văn hóa, khu thể thao, chợ, khu thương mại dịch vụ. Lựa chọn địa điểm tái định cư theo thứ tự ưu tiên. 1. Tại địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi. 2. Tại địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, nơi có đất thu hồi đối với trường hợp tại địa bàn xã, phường, thị trấn, nơi có đất bị thu hồi, không có đất để bố trí tái định cư. 3. Tại địa bàn khác có điều kiện tương đương với trường hợp tại địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, nơi có đất thu hồi, không có đất để bố trí tái định cư. Phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt, phải được công bố công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt của các khu dân cư, nơi có đất thu hồi và nơi tái định cư. Trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường với đất ở không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được nhà nước hỗ trợ tiền để mua một suất tái định cư tối thiểu. Chính phủ quy định cụ thể suất tái định cư tối thiểu cho phù hợp với điều kiện từng vùng, miền và địa phương. Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến ngày 28 tháng 2, đã có 2.838 lượt ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi trên website lấy ý kiến nhân dân.
Bên cạnh đó, có 9 bộ, ngành trung ương và toàn bộ 63 trên 63 tỉnh thành phố đã ban hành kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Trong những ngày qua, chính phủ, các bộ ban ngành, hiệp hội nghề nghiệp đã liên tục tổ chức các hội nghị hội thảo đóng góp ý kiến cho luật đất đai sửa đổi. Trong đó đáng chú ý là những góp ý liên quan đến việc tiệm cận, thống nhất với các luật chuyên ngành khác để tránh các vướng mắc, làm sao để có được cách tính giá đất thị trường hợp lý và tăng thêm quyền của người dân khi thẩm định và quyết định giá đất. Ngày 21 tháng 2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị lấy ý kiến các tổ chức, nhà khoa học về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Ngày 25 tháng 2, tại Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị của Chính phủ về việc lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi với 25 tỉnh phía Bắc. Riêng ngày 28 tháng 2, đồng loạt diễn ra 3 hội nghị. Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến về các quy định liên quan đến vấn đề tài chính đất đai trong dự thảo luật đất đai sửa đổi. Hội thảo khoa học thảo luận lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi tại Đà Nẵng. Hội nghị góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp. Giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Điển, hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cho rằng, tại điều 155, 156 của dự thảo, quyền quyết định giá đất cụ thể lại giao cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Thành phần hội đồng thẩm định giá đất cụ thể cũng không có đại diện của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Như vậy, nhà nước với vai trò đại diện của chủ sở hữu nhưng lại giao cho cơ quan hành chính nhà nước quyết định, chứ không phải do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, cơ quan đại diện cho nhân dân quyết định hoặc được tham gia thành phần hội đồng thẩm định giá đất. Thực hiện quyền đại diện quản lý nhà nước, sở hữu nhà nước về đất đai thì chúng tôi quan tâm đến việc là tất cả các cái bước thì cần có sự tham gia của Hội đồng Nhân dân. Thứ hai nữa là một cái chủ đề rất quan trọng, đó là tích tụ tài sản trên đất, chứ không hẳn chỉ là ở mức độ là tập trung đất đai hay tích tụ đất đai. Khi chuyển tái định cư thì nơi ở mới phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ. Thì đấy là nghị quyết và chủ trương của Đảng thì không thể sai được, đúng không ạ? Rất đúng đắn và nhân dân cũng mong muốn như thế. Thế nhưng khi thể chế hóa thành pháp luật là cả một vấn đề rất khó khăn. Lấy cái gì để cân đo đong đếm, để gọi là được, là thuyết phục được là nó hơn. Cái thỏa thuận quyền sử dụng đất là một quyền dân sự, nhưng mà việc thỏa thuận gắn với mục đích chuyển đổi sử dụng đất ở đô thị, nhà thương mại là một cái nội dung liên quan lợi ích chung và cũng không còn là cốt ở đâu bên nữa. Nếu mà có hai cơ chế bồi thường trong cùng một dự án là cái rất bất cập hiện nay. Nhấn mạnh việc sửa đổi bổ sung luật đất đai năm 2013 là sự kiện chính trị pháp lý quan trọng của đất nước, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao việc tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, nhà khoa học, nhà quản lý và các tầng lớp nhân dân rất thiết thực, cụ thể, rất nhiều ý kiến, rất tâm huyết, sâu sắc, là cơ sở quan trọng để hoàn thiện luật đất đai sửa đổi, để trình cấp có thẩm quyền. Phó Thủ tướng cũng gợi ý phương pháp định giá đất có thể triển khai trong thời gian tới. Trong bối cảnh này ấy, thì tôi nói các chí là chúng ta đã chế định là làm thế nào để mọi người khi giao dịch thì có giá chính xác và trung thực. Và mọi giao dịch của các cái tổ chức kinh doanh, tổ chức thì phải giao dịch trên sàn. Trên sàn giao dịch đến đâu là cái giá đó lập tức cập nhật đến cơ quan quản lý. Có thể hai cấp, đó là cấp tỉnh, có thể là cấp trung ương. Về chúng ta quản lý thống nhất mà, thì sẽ như vậy. Và cái giá đất đấy thì khi chúng ta đã làm được điều đó và đủ độ dày và đất nước chúng ta phát triển thì chúng ta sẽ có một cái bản đồ về giá trị của các cái giá đất giao dịch, gọi là giá thị trường trên bản đồ đấy. Và chúng tôi sẽ đưa ra một cái phần mềm mà quốc tế hóa để làm sao xử lý, để làm sao kể cả những lúc đột biến thế này, kể cả lúc xuống thế này, đau xuống này thì vẫn tìm ra một cái giá trị trung bình để thể hiện đấy là giá đất trung bình. Và giá đất đó nó phản ánh những cái quy luật của thị trường trong điều kiện bình thường. Các ý kiến góp ý của các đại biểu trên toàn quốc sẽ được tổng hợp để gửi các cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là ban soạn thảo dự thảo luật đất đai sửa đổi để nghiên cứu tiếp thu hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi.